tại xã Ngãi Đăng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, phong trào trồng cây nhớ Bác, góp phần thực hiện thành công đề án trồng cây xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025. Tham dự sự kiện có bà Hồ Thị Quận Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Hội Nông dân các xã thuộc huyện Mỏ Cày Nam cùng đông đảo cán bộ và người dân địa phương. Tại sự kiện, ông Trịnh Minh Khôi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đã phát động hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, phong trào trồng cây nhớ Bác, góp phần thực hiện thành công đề án trồng cây xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025. Năm 2024, Ngày Môi trường Thế giới được chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc đưa ra thông điệp cùng hành động để phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng và thiên nhiên, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý rác thải, kiểm soát nguồn thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Với mục tiêu xây dựng Bến Tre xanh, một địa phương đáng sống trong tương lai, Sở Tài nguyên và Môi trường mong được cùng chung tay với các sở ban ngành tỉnh, các địa phương và nhân dân có những hành động thiết thực và những đóng góp cụ thể để hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc nhân Ngày Môi trường Thế giới năm 2024. Huyện cũng sẽ chỉ đạo đối với các cái xã thị trấn cũng như là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện và các cái tổ chức chính trị xã hội là đồng loạt triển khai thực hiện các cái giải pháp về môi trường như là trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, cũng như là các cái vấn đề về thu gom rác thải để làm sao mà chúng ta giữ vững được các cái tiêu chí của về môi trường của cái huyện nông thôn mới và hướng tới đó là cái xây dựng thành công cái thị xã Mỏ Cày Nam cho đến năm 2030. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm nay, ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã chung tay cùng với Hội Nông dân xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam trồng 700 cây me chua trên tuyến đường DX01 dài khoảng 2,9 km từ quốc lộ 57 vào trung tâm xã, góp phần cùng chính quyền và nhân dân địa phương tôn tạo cảnh quan, hoàn thiện tiêu chí môi trường nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phát động trong hệ thống hội và cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào trồng cây. Cụ thể là thông qua các cái phong trào, các cái công trình phần việc như là chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều mô hình hàng cây nông dân và đường hoa nông dân. Qua đó thì góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Và đặc biệt là năm 2024 chúng tôi đã đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo về thực hiện trồng cây trên địa bàn của tỉnh Bến Tre. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hiện nay Bến Tre vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đó là tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn. Một số nơi chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường không khí tại một số cơ sở sản xuất than thiêu kết, xử lý chất thải chưa đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Ngoài ra, một bộ phận người dân vẫn còn giữ thói quen thải rác xuống kênh rạch, thói quen sử dụng và thải bỏ rác thải nhựa. Các vấn đề này đã gây ra tình trạng ô nhiễm cục bộ, làm tăng nguy cơ suy thoái môi trường, nhất là môi trường đất, ảnh hưởng xấu đến cây trồng và đa dạng sinh học, cần có giải pháp căn cơ toàn diện. Đất là tài nguyên, là nguồn lực kinh tế, là tư liệu sản xuất của đa số người dân hiện nay. Cùng chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý rác thải, kiểm soát các nguồn thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất là góp phần phục hồi và bảo vệ đất, cũng chính là bảo vệ sinh kế, cải thiện môi trường sống của chúng ta.